cả nhà. Tiết đang bữa nay tâm trạng đang rối bời luôn. Sáng Tiết ngủ dậy thì chỉ có một khách thôi. Bây giờ là gần 12 giờ trưa thầy. Như mấy bạn biết á, là công việc của Tiết đó là công việc nối lông mi cho khách hàng tại Mỹ, và đang làm clip cho mấy bạn, mà trong lòng rất là bâng khuâng, rất là lo lắng, cũng không biết là có nên tiếp tục đi theo cái nghề này nữa hay không. Là công việc của Tuyết á, là công việc nối lông mi cho khách hàng ở bên Mỹ. Thì cái kinh nghiệm làm việc nối lông mi của Tuyết thì nó được khoảng 1 năm thôi. Nhưng mà cũng được cái là khi mà mình làm việc cho khách á, là mình không có nhờ sự trợ giúp, không có nhờ sự thông dịch của bất kể một người nào hết. Thì Tuyết cũng đã cố gắng vượt qua được cái giai đoạn đó, thì Tuyết cũng rất là mừng. Và Tiết có thể tự giao tiếp được, tự hỏi khách được những cái nhu cầu, mà những cái mong muốn của một người khách, người ta hôm đó người ta muốn làm cái gì, và mình có thể trả lời được hết những cái gì mà người ta thắc mắc. Thì và cái tay nghề của Tiết thì nó cũng càng ngày nó càng tốt hơn một tí xíu. Tuy nhiên rằng Tiết cũng đã trải qua khoảng 5-6 cái tiệm, đi làm 5-6 cái tiệm lông mi để cũng để có được cái kinh nghiệm này. Hôm nay Tiết cũng đã dày dặn xương gió là hả, đi làm rất là nhiều nơi, 5-6 tiệm, để lấy được cái kinh nghiệm để phục vụ cho khách hàng một cách tốt nhất. Thì bây giờ là Tuyết cũng đã xin được một cái tiệm gọi là chuyên nghiệp để mà nối lông mi. Tuyết chấp nhận bỏ hết tất cả những nghề khác mà Tuyết đang có để chỉ nối lông mi thôi. Và bản thân Tuyết thì ở Việt Nam, trước khi đi qua Mỹ 5-6 năm trước, 4-5 năm trước, thì Tuyết cũng đã học xăm chân mày. Và Tiết đã lăn len lỏi là Tiết đi chở cái vali đầu nghề, chiếc xe máy, Tiết đi tới nhà khách Tiết làm. Nó ở Việt Nam mình gọi là xăm chân mày dạo các bạn. Để mình lên tay nghề, mình có thể đi qua đây tìm một cái tiệm để mà làm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên rằng qua bên đây thì Tiết mới mở ngỡ rằng cái nghề xăm chân mày cũng tương đối được lựa chọn, khách nhiều khách lựa chọn bên này. Nhưng mà nó có quá là nhiều vấn đề, không thể xin việc được. Tại vì xăm chân mày là một cái nghề mà người ta đi kim, đi xuống dưới da và máu nó sẽ chảy ra, là một cái nghề rất là nguy hiểm và mình không thể tự xin việc được. Bản thân mình có thể tự bill khách, đi thuê một cái phòng nhỏ xíu để mà đem khách về đó làm. Nhưng mà miếng ăn, miếng cơm manh áo của mình chưa có đủ ăn, tiếng Anh của mình chưa có đủ để mà bươn chải như những người người ta lâu năm ở đây để làm công việc đó. Và Tiếp bắt buộc Tiếp phải tạm gác cái nghề xăm chân mày lại. Hiện tại bây giờ có khách giới thiệu thì Tiếp vẫn đem khách xăm chân mày đi qua tiệm kia Tiếp làm. Tại vì Tiếp cũng đã xin được cái giấy phép để làm nghề xăm chân mày. Và tuy nhiên rằng cái tiệm, để xin được giấy phép trong cái tiệm đó thì mình cũng đã gian truân vất vả. Mình cũng phải đóng thêm mấy chục triệu ở bên này để đi học, 5-60 triệu bên này để đi học xăm chân mày lại. Và vất vả để mà có được cái giấy phép hành nghề xăm chân mày bên này thì cái tiệm không có khách, và mình phải nhảy qua một cái tiệm khác. Thì cái tiệm khác nó, nói chung là Tiết đã trải qua được cái nghề xăm chân mày ở bên Mỹ, cái nghề nail ở bên Mỹ, và cái nghề nối lông mi ở bên Mỹ, và cái nghề facial nữa. Thì trong đó nó có waxing, nó có nhổ lông mặt nữa. Nhưng thời gian vừa qua, Tiết cũng đã tìm được một cái tiệm trước đó, là Tiết làm được tất cả những công việc mà Tiết yêu thích, là xăm chân mày, vừa làm nail, vừa làm facial, vừa làm nối lông mi luôn. Thu nhập cũng khá là ổn định. Tuy nhiên rằng cái mùa này là, ví dụ năm nay là cái năm kinh tế đang đi xuống, và mùa đông và ngay cái tháng khai thuế nữa các bạn, thì tự nhiên khách hàng bị chặn lại. Người ta không, cái người thợ không đủ thu nhập để mà họ có thể đi làm suốt một ngày, mà họ chỉ kiếm được có 50 đô, 30 đô, 20 đô, có hôm thì cũng 200-300 đô. Và có ngày thì cái người thợ của Tiết, bản thân Tiết làm tất cả được tất cả những cái công việc trong một cái tiệm đó, và có ngày xách giỏ đi về không, không có đồng nào hết các bạn, dẫn đến cuộc sống rất là bấp bênh. Và mình phải trải qua rất là nhiều thời gian, từ 9 giờ sáng cho tới gần 8 giờ tối ở trong tiệm đó. Tại vì bên đây là mình làm, mình ăn chia với chủ, chứ mình không có làm lãnh lương như ở Việt Nam. Và bắt buộc mình làm cho tiệm thì mình phải tới tiệm, mình ngồi đó và mình chờ khách tới. Đó là cái tiệm nail.
mình phải chống tay vô cà mình ngồi, hoặc là mình đi vòng vòng trong tiệm thôi chứ mình không có đi ra ngoài. Mình đi ra ngoài thì lỡ khách tới thì nó tới cái lượt của mình làm thì mình lại không làm được. Và cũng có đi không thì đi cũng đi chút xíu rồi quay trở về thôi. Và có nhiều ngày từ sáng tới chiều có mấy chục đồng bạc thôi, dẫn đến là Tiết bị mất quá nhiều thời gian trong cái công việc đó. Và Tiết quyết định rằng, và cái thời gian đó là Tiết bị gói lận tiền đình, Tiết không đủ sức khỏe để Tiết làm nail nữa. Tại vì trong cái tiệm nail thì nó có rất là nhiều mùi hóa chất, đặc biệt là cái mùi mà đắp bột. Mấy bạn biết là cái liquid, cái nước mà đắp bột thì nó có mùi rất là thúi. Nó thúi đến nỗi mà mình rất là khó chịu. Nó giống như cái mùi mà ở Việt Nam, mà cái mùi cái chuồng heo á bạn. Cái mùi cái chuồng heo mà nước đáy con heo lâu năm á. Rồi mình làm cái phòng kính mình xay lại, mình ủ hết cái mùi nước đáy của con heo lâu năm ở trong đó. Và khi mình chui vô đó là mình phải ở trong cái môi trường như thế. Thì Tiếp cũng một số tiệm thôi chứ không phải là tiệm nào cũng như vậy. Thì Tiết lo lắng cho sức khỏe của Tiết là cái đầu của Tiết nó không có chịu được cái mùi đó, dẫn đến Tiết bị rối loạn tiền đình. Mặc dù ở đó Tiết làm cũng được rất là nhiều việc và cũng có tiền, gọi là phải gọi là có tiền nhất trong tất cả các công cái tiệm mà trước giờ Tiết làm. Thì bây giờ Tiết bị chóng mặt, Tiết làm không nổi và Tiết không có phù hợp được với cái mùi hóa chất đó, nên Tiết đã xin nghỉ làm. Và Tiết cái tay nghề nối lông mi của Tiết nó cũng ok hơn, nó cũng tốt hơn. Và Tiết mới tìm được một cái tiệm nối lông mi chuyên nghiệp ở cách nơi Tiết ở, chạy qua đó khoảng 20 phút cho đến nửa tiếng đồng hồ nếu mà không kẹt xe. Mà hôm nào kẹt xe thì mất khoảng 40 cho đến 50 phút đồng hồ thì để chạy lên tiệm và làm. Thì mình cũng hứa với tiệm mình làm từ 9 giờ sáng cho đến 8 giờ tối là 11 tiếng đồng hồ. Và cái công việc nối lông mi thì một người nối lông mi thì nó mất khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Và chủ bên đó thì người ta cũng cho mình khi mà không có khách thì mình đi đâu, bất kể đi đâu cũng được hết. Mà khi có khách lấy hẹn thì cái điện thoại của Tiết nó sẽ báo trên tin nhắn, cái phần mềm nó sẽ kết nối với cái phone của Tiết và cái điện thoại, cái đồng hồ này để Tiết biết là 1 tiếng sau Tiết phải có mặt ở tiệm Tiết làm. Và hôm nay từ sáng tới chiều, sáng Tiết ngủ dậy thì từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều không có khách. Và 5 giờ chiều chỉ có một người khách lúc cuối ngày thôi. Thành ra Tiết đang rất là căng thẳng, không biết rằng mình có sống được với cái nghề này hay không. Và đây cũng gọi là một cái tiệm lớn. Và mùa này nó là cũng đầu tháng 4 rồi, nắng lên rồi không còn lạnh nữa. Mình mặc cái áo này rất là mỏng luôn. Và khách không có thì mình lo rằng hôm nay á, nếu mà mình làm được cái người khách duy nhất trong ngày đó thì mình chỉ được, sau khi chia với tiệm xong, mình được khoảng 35 cho đến 40 đô thôi, là trong ngày hôm nay. Và 35 40 đô đó cho mình làm tròn là 40 đô đi, tính luôn tiền tiếp của khách thì mình phải đóng thuế 12 đô rồi, là mình còn có 28 đô trong ngày hôm nay thôi. Nếu như mà khách đó tới, khách đó không có hủy hẹn thì mình sẽ lấy được về hôm nay có 80 đồng thôi. Đang rất là lo lắng. Và trong thời gian bây giờ tới chiều Tiết ở nhà thì sáng Tiết cũng nấu ăn, ăn sáng tại nhà để tiết kiệm, không có phải xài tiền bên ngoài. Tại vì nơi Tiết ở là thành phố San Jose phía Bắc Cali, tập trung rất là nhiều người Việt, khoảng 70-80% người Việt Nam. Và người ta mở, tại vì cái nghề chính của người Việt Nam mình qua đây là làm nail. Và tiệm nail được mở khắp nơi xung quanh chỗ Tiết rất là nhiều, dẫn đến là mình thấy là có vẻ như là cái tiệm nail và cái thợ nail nó đến nỗi nó nhiều hơn cả người khách làm nữa. Nói thì nói hình dung ra như vậy thôi. Và trong thời gian bây giờ là từ sáng tới giờ cơm nước, dọn dẹp, làm một cái clip để up lên kênh YouTube, đặng có thể chia sẻ với mấy bạn về cuộc sống và công việc của Tuyết ở bên Mỹ. Cũng như là ngoài cái chia sẻ đó thì mình có thể kiếm được một vài đồng tiền xu trên YouTube để có thể ổn định được cuộc sống và sống cho qua ngày. Và cũng lấy cái YouTube để và lấy quý vị khán giả để làm niềm vui cho Tuyết. Và 5 giờ chiều nay mình mới có khách. Thì hôm nay á, cơm nước xong á, Tuyết đi vô chợ. Chợ này là chợ Ross, bán đồ rất là rẻ. Thì mình đâu có đi làm nhiều tiền đâu, thành ra mình phải xài những cái gì rẻ nhất ở bên Mỹ thôi các bạn. Đến nỗi những cái bộ quần áo mà Tiết mua mà mình đi vô mình chợ mà cao cao cấp hơn tí xíu thì mình thấy nó 50-60 đồng một cái áo. Mình cũng không dám bỏ tiền ra, mình đợi đến cái ngày lễ Noel, cái ngày lễ Giáng sinh để họ giảm giá. Họ giảm giá còn 10 đồng, 15 đồng thì mình mới mua.
mà 10 đến 15 đồng đôi lúc nhìn cũng phải phân vân suy nghĩ xem có nên mua hay không nữa. Và các bạn biết cái nón mà Tuyết đội này á, Tuyết mua trên mạng, mua bên Trung Quốc gửi về thì nó có giá là khoảng 2,5 đô thôi, 2,5 đô là khoảng 50.000 tiền Việt Nam thôi. Và cái áo mà cái trang phục, cái áo mà mình mặc này á, là cũng là một người người ta bỏ, người ta không mặc thì người ta đưa mình. Và mình về mình soạn cái quần áo cũ của mình ra, soạn ra thì mình lấy được mình mặc, rồi mình giữ lại mình mặc thôi. Bây giờ Tuyết sẽ đi vô cái chợ này, Tuyết mua một chai sữa rửa mặt và một cái đôi dép để đi mùa hè. Tại vì mùa đông mình mang giày và mình mang vớ suốt 6 tháng mùa đông rồi. Cái chân mình nó bị thiếu, dạng như là thiếu không khí, thiếu ánh nắng. Thì cái chân mình nó, bây giờ mình cần phải tháo vớ ra và mình mang một đôi dép để cho nó có thể lưu thông máu và cái chân mình nó tốt hơn. Và cái chợ này, quay lại cái chợ này là cái chợ mà nó bán đồ, phải nói là cái chợ bán đồ rẻ, gần như là rẻ nhất nước Mỹ. Tuy nhiên đằng thỉnh thoảng thì bạn cũng có thể thấy một vài cái túi Dior, một vài cái túi sách, một vài cái đôi giày của Adidas, một vài cái túi sách của Michael Kors họ thanh lý hàng, họ bán giá rẻ thì có thấy ở trong này. Và đi vô đây mình sẽ mua đôi dép thì khoảng tương đương với khoảng 12 đồng, 15 đồng tiền Mỹ thôi. Thì quy ra thì nó khoảng 350 tiền Việt Nam thôi. Nói ra thì cái chợ này là cái chợ bán đồ cũng khá là tốt, nhưng mà cũng rất là rẻ, rẻ bằng một nửa giá so với giá bên ngoài nha các bạn. Cái chợ này là nó tập hợp những cái đồ thanh lý của những cái tiệm khác, người ta bán ế và bán chậm, thì người ta sẽ đưa về đây, người ta bán thanh lý giá rẻ cho cái tiệm Rose này, và cái tiệm Rose này bán rẻ lại 50% so với giá thị trường thôi. Các bạn vô đây các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái túi Michael Kors nó bán rẻ lắm. Nói là rẻ vậy thôi chứ bên đây mình cũng không có dám mua để mà xài nữa. Thế này mình đi vô đây mình lựa, nhưng mà mình cũng chưa biết là Tuyết có lựa được cái đôi giày và cái chai sữa rửa mặt như là Tuyết đang tìm hay không. Và đây là giá là mấy bạn, đồ cũng rất là đẹp. Đồ thì sản xuất ở khắp nơi trên thế giới, Anh, Mỹ, Pháp, Việt Nam, Trung Quốc, cái nào cũng có hết. Và nó có để cái giá trước đây và cái giá hiện tại để cho mình so sánh. Tuyết tìm thấy một cái đôi giày này, có lẽ là Tuyết sẽ mua cái đôi giày này, là cái giá ở bên ngoài tiệm khác người ta bán 35 đô, và người ta bỏ tới đây, người ta thanh lý, người ta bán chậm á các bạn, thì cái tiệm này nó lấy về nó bán lại với cái giá là 16 đô 99. Thì 16 đô 99 là 17 đô, tương đương với khoảng gần 400.000 tiền Việt Nam. Và Tuyết vô đây Tuyết tìm cái chai sữa rửa mặt mà không có. Có thể rằng người ta vô đây người ta lấy hết rồi, chỉ còn lại mấy cái chai mà dạng như là tẩy tế bào chết cho da thôi. Đồ trong đây cũng rất là tốt, nhưng mà số lượng nó thì nó có hạn, hơn thì nó có loại này, hơn thì nó có loại kia, chứ nó không có nhiều và không có đúng cái sản phẩm mà mình tìm. Ở đây là khu vực túi design nè mấy bạn, túi Michael Kors nè mấy bạn, thấy không, bên ngoài bán 250 đô, thì ở trong đây nó bán còn có 119 đô thôi. Đầu mắc tiền nên họ để trên đây họ khóa lại nè mấy bạn. Túi CK Kelvin thì ở bên ngoài bán bao nhiêu, bán 138, mà vô đây họ bán 69 hay 59 đô gì đó. Như cái túi này nhìn cũng đẹp nè, 177 đô mà vô đây họ bán còn có 69 đô thôi. 69 đô là 70 đô, khoảng 1 triệu 8 tiền Việt Nam. Là chưa tính tiền ship về Việt Nam mấy bạn, người ta mua về Việt Nam ta bán cái này khoảng 3 triệu. Cái này là túi này của Paris nè. Nè đôi giày Tuyết mua nè, 16 đồng 99, nhưng mà những cửa hàng khác họ trước đây họ lấy về họ bán 35 đô. Và cái chai mà Tuyết cầm lên là cái chai Toner, thì họ bán giá rẻ, ở đây là giá ở đây là 3 đồng 99, là khoảng 40 đô á. Nè cái túi Michael Kors này 250 mà trong đây bây giờ họ bán còn có 119 đô thôi. Túi Michael Kors này 138, họ bán hình như là còn 68 đô hay gì đó. Nè nước hoa cũng có luôn. Nói chung là ví dụ như mình mở cửa hàng mà mình lấy đồ, mấy cái đồ Michael Kors về mình bán, mấy cái đồ nước hoa mình bán ế các bạn, thì mình sẽ gọi cho cái tiệm này mà để mình thanh lý, để nó mua giá rẻ và nó mình thanh lý mình bán theo lô á. Thì họ mua về họ bán với giá rẻ, và họ có nguyên một cái hệ thống cửa hàng như vậy, thành phố nào cũng có hết, thành ra cũng rất là tiện cho người tiêu dùng. Như cái áo này nè mấy bạn, nhìn xa thì thấy cũng đẹp nè, họ bán thanh lý giá còn có một nửa thôi, bán còn có 13 đồng 99 thôi, là khoảng 280.000 tiền Việt Nam thôi. Rốt cuộc thì Tuyết mua hai cái món này là tổng cộng là 22 đô mấy chục xu á mấy bạn. Ok bây giờ Tuyết đi ra xe xong rồi chuẩn bị để đi chạy lên tiệm để làm cho khách đó.
chốt lại là hôm nay tới bây giờ này là chưa có khách nào mới phát sinh hết. Đó, đằng xa là cái quán cà phê. Tiếp cũng khi mà mới qua Mỹ á, Tiếp cũng đã vô cái quán cà phê và đó để Tiếp làm nè mấy bạn. Và nó vừa cà phê mà nó vừa là bưng phở cho khách nữa. Rồi bây giờ á, tới mùa hè rồi, Tiếp quyết định á, cởi cái đôi giới ra tại trời trời lạnh á. 6 tháng mùa đông mình đã mang giới suốt 24 giờ rồi. Bây giờ cởi đôi giới ra để mang cái đôi dép này vô cho cái chân của mình á, nó có sức sống một tí. Ok, cảm ơn các bạn. Mình là Tuyết, USA, Cuộc Sống Mỹ, nơi Tuyết sống là thành phố San Jose, phía Bắc Cali.